lít vào lít phải chỗ bạn nhiêu và một cái bơm thì đấy sao đưa nhạc xuống. Lúc này chúng ta sử dụng cái thuộc tính là keyframe và system, chúng ta chuyển về keyframe. Video hiện ra key của mình rất là nhiều key. Sau đó tôi sẽ dùng một cái effect có tên là Spirit. Đặt nó vào trong cái hình loa và dùng cái center để giờ cái tâm này đi tới chỗ mà mình muốn cho nó vuông. Giờ các bạn thấy cái radius nè, đó vuông ra nè, vuông ra nè, đúng không? Vì vậy chúng ta sẽ đặt key cho radius này. Thì đặt key thay vì tôi đặt key bằng thủ công thì tôi sẽ dùng cái key của adjustment audio amplitude. Mở một cái effect sphere, các bạn thấy radius, tôi sẽ đặt add addressing. Tôi lấy cụ chỉ nè, tôi kéo lên trên phần slider left right cũng được ha. Rồi lúc đó các bạn mà muốn nghe được nhạc thì các bạn phải dùng cái lệnh là drum review, hoặc là chúng ta vô menu cơ bản các bạn chọn là drum review nè. Mình thấy là nó sẽ nhúng nhảy theo nhưng như là có lo thì mình mới nghe được. Sẽ luôn thôi nhỉ. Bây giờ muốn thêm cái nữa không? Không. Chúng ta đã thấy có một cái sphere đúng không? Thì tương đương một cái sphere vô nữa. Thì chúng ta sẽ có hai cái effect. Và chúng ta sẽ vào tâm này. Hai cái điểm khác nhau. Thì bây giờ đây cả. Sau đó tôi dùng cái effect khi này là sử dụng cái radius của nó, tôi add cái gì ở đây ra, dùng cái thứ hai chọn radius, tôi add cái depression thứ hai, tôi lấy cục chỉ tôi lo vào kênh bên phải thì các bạn nhìn thấy là ở cái sphere 1 thì tôi dùng cái kênh bên trái left channel, còn cái sphere 2 dùng kênh bên phải là right channel. Để các bạn xem lại cái kết quả à, hai cái nó cũng đồng đúng không à, đó là expression. Các bạn dùng expression để làm gì vậy? Còn cái bài mà giải được tròn tròn dễ được không được ha?